chào mọi người, tôi là Mê. Bây giờ là 16:30 và tôi bắt đầu khởi hành từ Nghệ An vào Đà Nẵng. Lúc này là 4:00 sáng và đây là phòng khách sạn của mình. Ở đây có cà phê và trà, mình sẽ thử uống trà. Uống trà xong thì mình sẽ qua nhà bạn của mình và cùng nhau đi ăn sáng. Sáng nay trời mưa nên mình và bạn mình quyết định sẽ ăn sáng ở một quán gần khách sạn, nhưng mà nó không ngon như mong đợi. Chúng mình đang làm theo một cái trend ở trên TikTok và hãy đợi đến cuối để xem thành phẩm của chúng mình nhé. Trời đã tạnh mưa và bây giờ chúng tớ sẽ khởi hành đến Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Nhìn đồng hồ thì thấy khá là trưa rồi nên chúng mình quyết định là sẽ đi ăn trước. Ý định là đi ăn bánh xèo nhưng mà lại không tìm thấy quán nào gần đó cả. Nên sau một hồi loay hoay thì hai đứa quyết định là vào đại một quán nào gần đó. Chúng mình đã có mặt ở Bảo tàng Mỹ thuật. Vé vào cổng là 20k một người. Ở trong gồm có 3 tầng. Tầng 1 là triển lãm thiết kế của các sinh viên, lên tầng 2 là các tác phẩm tranh và tầng 3 là các sản phẩm thủ công. Tớ đang chở nhau đi ăn bánh xèo vì lúc trưa không ăn được. Lúc trưa không ăn được nên chiều nay phải ăn được mới chịu. Bánh xèo đã đến rồi đây, mời mọi người ăn nhé. Nói là nhức nách luôn mọi người ạ. Tối nay thì chúng mình đi xem quần áo, rồi sau đó thì đi dạo công viên. Tranh thủ chụp trạch một tí rồi còn về. Tớ sẽ đi đến cầu Rồng để chụp ảnh, nhưng mà trước tiên là phải ăn đã. Chúng mình đã quyết định là ăn bánh canh cua. Nói chung là ngon rồi ạ. Từ khi mà ăn cái món này xong về thì Nhi ngày nào cũng đòi đi ăn món này. Và chiều nay bọn mình có hẹn với một người bạn cùng đi ăn và sau đó đi cổ vũ nó đá bóng. Đoạn này đang ngồi quay chơi thì quả bóng bay lại gần, sợ hết hồn. À, kết quả của trận đấu là lớp của bạn mình đã thắng. Sau khi về thì hai đứa mình đi lên hồ bơi của khách sạn để ngắm cảnh. View siêu đẹp, nhưng mà có điều là hơi lạnh. Sáng sớm luôn. Sau một hồi chơi ở biển Tráng thì chúng mình về nhà thay đồ và sau đó thì đi ra chỗ địa bay để chụp ảnh. Có một điều là mải chơi từ sáng giờ nên chúng mình chưa ăn cái gì hết, thế là cả hai cứ thay nhau mà than đói. Đến khi đói quá không chịu được thì hai đứa dắt nhau vào siêu thị Lotte ở gần đó để ăn. Đi vào thì vô tình thấy gấu bông trong này đẹp quá nên là quyết định nhận hai ẻm về nuôi. Đây là đồ ăn của chúng mình, mời mọi người ăn nhé. Chiều nay chúng mình đến công viên Châu Á chơi. Chỗ này thì có siêu nhiều trò cảm giác mạnh nên rất hợp gu với bọn mình.
Mình mua vé giá 200k một người, bao gồm tất cả các trò chơi và vòng quay mặt trời, ngoại trừ các trò cấp thú và xe điện đụng. Mua vé xong thì nhân viên sẽ đeo cho bọn mình cái vòng tay màu đỏ như thế này. Sáng nay thì Nhi lập đặt đi học nên chúng mình ghé vào một quán xôi ở gần đó. Nhưng mà ăn thì rất là ngon rồi ạ. Trong lúc Nhi đi học thì mình có hẹn đi uống nước với một đứa bạn thời cấp 3 của mình. Mình chưa bao giờ tô nên muốn thử cho biết, chứ thực ra thì cũng không phải là đam mê. Hôm nay, mình với Nhi cùng hai người bạn của Nhi sẽ đến một quán cà phê. Ở đó người ta cho thuê hanbok để chụp ảnh. Bọn mình quyết định sẽ uống nước trước và sau đó thì sẽ thuê hanbok chụp ảnh sau. Đồ uống của mình là cà phê dừa. Trời ơi, mình nghiện cái món này từ khi đi tô tược ấy. Siêu ngon luôn. Sau khi uống cà phê xong thì chúng mình sẽ xuống đây để lựa hanbok. Giá thuê sẽ là 60k một người và chúng ta sẽ được chụp ảnh trong 1 giờ. Ta-da! Và đây là bộ mà mình đã chọn. Chụp ảnh đủ rồi, ăn bánh thôi. Chiều nay thì Nhi có lịch học nên mình sẽ cùng Hương, một người bạn của Nhi, sẽ đi ra biển. Trời hơi nắng nhưng mà biển rất là xanh, siêu đẹp luôn. Tối nay thì mình sẽ đi tô bức tượng mà lần trước mình đang tô dở. Và sau đó thì mình sẽ cùng bạn của mình đi xem sông Hàn quay. Đây chính là bức tượng mà mình đã tô, một ngôi nhà cũ. Khi tô tượng xong thì thấy hơi đói nên là chúng mình quyết định đi ăn trứng nướng. Cầu sông Hàn đang quay này mọi người. Ngày hôm nay không có gì đặc biệt, buổi chiều chúng mình chỉ đi chụp ảnh và sau đó thì đi ăn tối. Sau khi ăn tối xong thì chúng mình đi đến một quán cà phê mèo.
mở đầu ngày thứ 6 với món bún đậu mắm tôm. Nhưng mà mình là người ăn nước mắm. Ăn xong thì mình cùng với Hương đi đến một tiệm bánh và chúng mình sẽ tự làm bánh. Lúc này thì nhân viên đang hướng dẫn sơ qua cách làm cho bọn mình. Sau đó thì mình sẽ lên mạng tìm mẫu và làm theo. Và đây là chiếc bánh xấu nhất mà mình từng thấy. Đây là đêm cuối cùng mình ở Đà Nẵng và tối nay bọn mình sẽ quyết định đi Helio. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Đà Nẵng rồi. Sáng nay do Nhi bận nên mình sẽ đi một mình ăn sáng. Nhân tiện thì cũng ngồi chỉnh sửa video luôn. Bữa ăn cuối cùng trước khi về Nghệ An đó chính là món thịt luộc. Và chúng mình đã ăn ở trong một quán Hàn Quốc. Sau khi ăn thịt luộc xong thì Nhi bảo là đến chỗ một người bạn để lấy cái đồ. Không ngờ là nó đến cái bông hoa này để tặng mình nhân ngày 8 tháng 3. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người thấy thành quả của chúng mình.